Xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Siêu bão nhiệt đới mới đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, theo AFP, Bắc Kinh cho biết, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng cơn bão nhiệt đới số 10 đang tiến đến bờ biển phía nam của Trung Quốc, có thể khiến mực nước lũ dâng cao hơn nữa. Trong 2 tuần qua, lũ lụt trên khắp Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 250 người. Quốc vụ viện đã đưa ra cảnh báo lũ lụt, kêu gọi người dân và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. China Daily đưa tin, dự báo thời tiết bão nhiệt đới số 10 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc đại lục. Tờ báo tiếng Anh đưa tin, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực trung tâm Biển Đông cách bờ biển Quảng Đông hơn 600 km đã mạnh lên thành bão nhiệt đới vào chiều ngày hôm qua, có tên là Gongfeng. Sức gió cực đại, lực gần tâm của nó có cường độ cấp 8 và giật 10. Đài quan sát khí tượng dự báo cơn bão nhiệt đới số 10 năm nay sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa huyện Khâu Hai, tỉnh Hải Nam và thành phố Tai San, tỉnh Quảng Đông từ đêm qua đến rạng sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo thống kê chính thức và các báo cáo mới đây cho biết, khoảng 1.000 người đã chết vì lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay. Mùa hè năm nay, mưa lớn tiếp tục đổ xuống các khu vực rộng lớn ở Trung Quốc, gây ra lũ quét, mực nước nhiều con sông vượt mức cảnh báo, gây ra sạt lở đất. Truyền thông nhà nước đưa tin gần 250 người đã thiệt mạng do mưa xối xả ở miền Nam và Tây Nam Trung Quốc trong 2 tuần. Riêng tỉnh Hồ Nam, ở trung lưu sông Dương Tử đã trải qua 4 trận lũ lớn kể từ tháng 6, với trận lũ nghiêm trọng nhất vào đầu tháng qua, với số người chết chính thức lên tới 108 người. Ở phía Tây Nam tỉnh Vân Nam, mưa và lũ xối xả đã giết chết 106 người kể từ đầu tháng qua và 72 người chưa được xác định. Một ngọn núi ở quận tự trị Tân Bình của tỉnh này bị sập do một vết nứt cao 50m do mưa lớn. Vụ lở đất khiến 33 người chết và 30 người mất tích. Tại các khu vực đồi núi Kim Hoa, Khong Yu và Li Shui ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, mưa lớn ở các khu vực miền núi đã lần lượt gây ra lũ quét kể từ thứ hai tuần trước. Cho đến nay đã có 21 người chết và 8 người mất tích. Kính thưa quý vị, lũ lụt ở Trung Quốc đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, hàng nghìn người đã chết cho đến nay, trong đó có nhiều vụ lở đất và lở núi ở các tỉnh Vân Nam và Chiết Giang. Vụ lở đất đã giết chết hơn 120 người và để lại nhiều người chưa được xác định. Cùng lúc đó, mực nước của Hồ Đông Tinh ở tỉnh Hồ Nam đã tiến đến gần đường cảnh báo lũ, BBC đưa tin ngày hôm qua. Trận lũ lụt năm nay ở Trung Quốc đại lục đã nhanh chóng phát triển thành một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Lũ lụt đã giết chết khoảng 1.000 người trong 3 tháng qua, với hơn 200 người chỉ trong tuần trước và số người chết đang tăng lên. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trận lở đất vào tuần trước ở tỉnh Vân Nam đã giết chết hơn 100 người và hơn 70 người vẫn chưa được xác minh. Tại tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này ít nhất 20 người thiệt mạng sau nhiều ngày mưa lớn gây lũ lụt. Tại một khu vực, lũ lụt đã gây ra lở đất với những vết lở bùn cao tới 10 mét xuống thung lũng, làm ngập một số ngôi làng dưới chân núi. Tại tỉnh Hồ Nam, mực nước của Hồ Đông Tinh, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc đang tiến gần đến đường cảnh báo lũ nguy hiểm. Theo các quan chức của trụ sở phòng chống lũ lụt địa phương, mực nước của Hồ Đông Tinh đã lên tới 33,94m, chỉ còn cách đường cảnh báo lũ 4cm. Quan chức này cảnh báo mực nước của Hồ Đông Tinh có thể lên tới 35,5m vào thứ Năm. Mực nước sông Dương Tử, nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt, cũng đang tăng lên do mực nước quá cao có thể gây nguy hiểm cho tàu buồm. Hôm thứ Bảy, cơ quan quản lý đường thủy sông Dương Tử đã ra lệnh cho tất cả các tàu ngừng ra khơi. Cho đến nay, các con đê của Dương Tử vẫn chưa bị vỡ, nhưng ở một số khu vực mực nước đang ở mức cảnh báo nguy hiểm. Nếu đập sông Dương Tử bị vỡ, nó sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Lần gần đây nhất, một con đập ở Dương Tử bị vỡ và hơn 4.000 người đã mất mạng. Quý vị thân mến, lũ lụt ngày càng thường xuyên của Trung Quốc gây nguy hiểm cho sinh kế của người dân. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vừa qua đưa tin hơn 600 người đã thiệt mạng trong trận mưa lớn bất thường của Trung Quốc gây ra lũ quét và lở đất. Các quan chức Trung Quốc đang điều chỉnh tình trạng bảo tồn tài nguyên trong nhiều năm sai, khiến nỗ lực ngăn chặn lũ lụt càng nghiêm trọng hơn. Lũ lụt ở Trung Quốc năm nay đã gây thiệt hại tới 3 tỷ đô la Mỹ, buộc 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ở một số khu vực, lũ lụt năm nay được cho là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm.
Rob Hin là người đứng đầu văn phòng Đông Á của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ông nói rằng mùa mưa mùa hè gây ra lũ lụt ở Trung Quốc hàng năm, nhưng nhìn chung không sớm như năm nay, cũng như ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay. Ron Hill cho biết lũ lụt năm nay ở Trung Quốc rất bất thường so với bình thường. Nhìn chung lũ lụt ở Trung Quốc xảy ra dọc theo sông Dương Tử. Sông Dương Tử, con sông lớn nhất Trung Quốc, đã đạt mức nước rất cao trong năm nay. Trong hàng trăm năm, cứ vài năm lại có lũ lụt dọc theo sông Dương Tử, nhưng trong những thập kỷ gần đây, vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Một phần nguyên nhân dẫn đến lũ lụt thường xuyên là do biến đổi khí hậu toàn cầu và việc Trung Quốc quản lý tài nguyên yếu kém trong những năm qua cũng là một trong những nguyên nhân. Khai thác quá mức dẫn đến giảm diện tích rừng. Rừng có chức năng làm chậm dòng chảy của nước mưa và cho phép nước mưa thấm vào lòng đất nhiều hơn là ra sông. Việc canh tác quá mức đã làm cho lớp đất mặt giữ nước ngày càng mỏng đi. Việc xây dựng quá mức khiến nhà cửa và nhà xưởng ở quá gần sông nên thiệt hại về công trình càng lớn hơn khi lũ lụt xảy ra. Yan Chen, một chuyên gia về khí hậu tại Học viện Khoa học Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc cần thay đổi cách tiếp cận để giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra. Ông nói, hoạt động của con người ảnh hưởng đến khí hậu, tất nhiên, nhưng chúng ta cũng cần học cách chung sống với thiên nhiên. Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một số thay đổi. Chính phủ đã cấm khai thác gỗ ở nhiều khu vực, mở rộng các hoạt động trồng cây và trả lại đất canh tác cho các hồ. Sau trận lũ lụt khiến 4.000 người thiệt mạng, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ cho việc kiểm soát lũ lụt và các quan chức hy vọng khoản đầu tư này sẽ mang lại hiệu quả và giảm số người chết do lũ lụt năm nay. Trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong năm nay đã xảy ra ở những khu vực thường ít mưa. Điều đó có nghĩa là hàng ngàn nông dân làm việc trên các vùng đất trũng và lòng sông khô hạn đã bị tai nạn, hoa màu, vật nuôi và con người bị cuốn trôi bởi những trận mưa xối xả bất ngờ và lở đất. Các quan chức Trung Quốc cho biết mưa xối xả đã gây ra lở đất trên núi, cuốn trôi nhà cửa, làng mạc và gây thương vong. Văn phòng Đông Á của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ thuộc Liên đoàn Quốc tế Group Hin cho biết, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là liệu các con sông đang dâng của Trung Quốc có đủ khả năng xử lý những cơn mưa mùa hè bình thường trong những tuần tới hay không. Với suy nghĩ này, chính phủ Trung Quốc đang thử nghiệm việc gia tăng dòng chảy của các con sông. Các con đập ban đầu được xây dựng để kiểm soát lũ lụt, nhưng chúng có tác dụng phụ là làm chậm dòng chảy của nước. Khi dòng nước chảy chậm lại, phù sa ở đáy sông tăng lên. Khi phù sa tích tụ hàng năm, sông trở nên nông hơn và có thể chứa ít nước hơn, khiến nó ngày càng có nhiều khả năng gây ra lũ lụt lan rộng. Ủy ban bảo tồn nguồn nước sông Hoàng Hà đã mở một con đập xả nước trong năm nay để tăng tốc độ của nước, từ đó rửa trôi phù sa dưới đáy sông. Các kỹ sư đang thử nghiệm với các tốc độ nước khác nhau để xác định cách rửa trôi phù sa mà không làm ngập các thành phố dọc theo bờ biển. Li Gongjing, người đứng đầu Ủy ban bảo tồn nguồn nước cho biết, việc quản lý sông Hoàng Hà hiện nay là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nhiều thế hệ người dân sông Hoàng Hà đã thực hiện rất nhiều cuộc khám phá và thử nghiệm để hiện thực hóa giấc mơ quản lý sông Hoàng Hà, và bây giờ giấc mơ này cuối cùng không còn xa, nhưng ước mơ này vẫn còn khá xa vời. Chuyên gia khí hậu Jay Chen cho rằng để kiểm soát lũ lụt, Trung Quốc không chỉ cần nỗ lực của người dân và các quan chức mà còn cần sự tham gia của các nhà khoa học và kỹ sư. Hai người bị lũ cuốn trôi do mưa đá bất ngờ ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Theo Liaoning Evening News, vào đêm qua, một cơn mưa đá bất ngờ đã rơi xuống thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh với lượng mưa là 50,3mm. Đây là trận mưa xối xả đầu tiên của thành phố trong năm nay. Ngoài ra, lúc 17 giờ ngày hôm qua, tại thị trấn Ham Rao và thị trấn Long Tan của thành phố Ben Yibao đã có dông và mưa đá kéo dài trong 30 phút. Đường kính các hạt mưa đá lên tới 10mm. 25.000 hecta cây trồng ở 13 ngôi làng ở hai thị trấn đã bị ảnh hưởng. Đây là trận mưa đá đầu tiên trong thành phố trong năm nay. Trong cơn dông bão và mưa đá này, những người nông dân Yang và Liu ở thị trấn Han Nao đã bị lũ cuốn trôi bất ngờ khi họ đang chăn cừu trên núi. CNN cho biết, từ hai ngày nay, mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra ở Thiểm Tây gây ra lũ lụt cục bộ. Quận lỵ của quận Phong Pinh nằm trên dãy núi Kinba ở miền nam Thiểm Tây đã bị lũ lụt làm 2 người chết và 108 người mất tích. Theo báo cáo, lượng mưa trong 24 giờ ở Phong Pinh County đạt hơn 300mm. Trận lũ quét đã khiến sông Giao Tây đoạn gần quận lỵ dâng cao tràn vào khu đô thị, mực nước khu vực ven sông khoảng 2m, có nơi lên tới 2,5m, khiến một số các tòa nhà sụp đổ. Đường đến Hán Trung và các quận xung quanh bị gián đoạn.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Phòng chống lụt bão Hán Trung, tính đến chiều ngày hôm qua, mưa lụt đã làm 2 người trong huyện thiệt mạng, 108 người mất tích, hơn 1.400 ngôi nhà bị sập và gây sập một số đường cao tốc cấp huyện, trạm thủy điện, đường dây điện, chiếu sáng, bờ sông và hơn 8.000 hecta đất nông nghiệp bị phá hủy. Hãng tin BBC 24 đưa tin từ Trung Quốc cũng cho biết lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều khu vực của tỉnh Hồ Nam. Theo báo cáo, kể từ 10 ngày đầu tháng trước, trời đã mưa liên tục trong hơn 40 ngày tại nhiều khu vực ở tỉnh Hồ Nam. Theo báo cáo của Hunan Daily, lũ lụt đã gây ra mức độ thiệt hại khác nhau cho mùa màng ở 2,54 triệu hecta đất nông nghiệp và 590.000 hecta đất nông nghiệp bị phá hủy hoàn toàn. Báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt lên tới 943 triệu đô la Mỹ. Được biết, chính quyền Trung Quốc đã sắp xếp công tác cứu trợ và phân phối 2 triệu đô la Mỹ cho những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất. Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã đưa tin người dân, binh lính và chính quyền địa phương ở lưu vực sông Dương Tử đã chuẩn bị cho một trận lũ lớn có thể xảy ra vào mùa hè này. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.